Hoan hỉ đón chào quý anh chị và các bạn đến với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu Việt Nam, được sự tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Được sự cho phép của thầy Sa Cát, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương thờ phong của những người mới mất trong tháng 11 âm lịch. Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập bàn thờ mới tháng 11 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương thờ vong linh người đã khuất tháng 11 âm lịch. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với người đã khuất. 4. Quy trình bốc bát hương thờ vong linh người đã khuất chuẩn phong thủy. 5. An vị và dâng hương cho bát hương thờ vong linh người đã khuất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về bàn thờ vong người mới mất, trước hết chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ thờ cúng. Ý nghĩa của thờ có nghĩa là dựng lên cái gì đó về mặt hình thức, về tín ngưỡng, còn cúng là dâng lên những thực phẩm, rượu nước, trái cây, nhang đèn. Điều này có thể cảm nhận được bằng các giác quan, ngửi để thưởng thức. Từ thờ cúng chỉ để dành cho người đã mất. Việc thờ cúng người mất sẽ bắt đầu từ lúc đám tang diễn ra, tiếp sau đám tang là tuần thất, rồi đến là đám giỗ. Trong phong thủy, việc lập bàn thờ và bốc bát hương thờ vong linh người mới mất là việc làm hết sức cần thiết để họ có nơi an khang, sạch sẽ, ấm cúng về cư ngụ và phù hộ cho những người trong gia đình được cát lành, may mắn. Việc lập bàn thờ và bốc bát hương thờ vong là việc hết sức quan trọng, chính vì thế mà không thể làm bừa được. Để tránh vi phạm những đại kỵ tâm linh, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi cùng với sự tư vấn của thầy Sa Cát qua số điện thoại 0989 349 119 để mọi việc được hanh thông, thuận lợi. 1. Những ngày tốt lành nhất trong tháng 11 âm lịch bốc bát hương thờ vong linh người mới mất. Theo thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt bao gồm những ngày sau. 1. Ngày mùng 4 Sát Thân. 2. Ngày mùng 6 Bính Tuất. 3. Ngày mùng 8 Mậu Tý. 4. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu. 5. Ngày 15 Ất Mùi. 6. Ngày 16 Bính Thân. 7. Ngày 17 Đinh Dậu. 8. Ngày 24 Giáp Thìn. 9. Ngày 25 Ất Tỵ. 10. Ngày 29 Kỷ Dậu. Đó là 10 ngày tốt để bốc lại bát hương vong linh người mới mất trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn nhé. 2. Đồ lễ bốc lại bát hương. Trong mọi việc tâm linh thì đồ lễ là thứ đầu tiên để tỏ lòng thành kính với bề trên và những việc cần làm. Vậy nên khi lập bàn thờ hay bốc lại bát hương, thờ phong cần phải có những lễ vật sau, quý vị có thể tham khảo. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu với hai cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có 5 tinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, hai vàng hoa đỏ dại, hai vàng ngũ phương cộng với 3 tập tiền tà quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ vong linh người mới mất. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để nhận bộ tài liệu và văn khấn nhé. Một là thất bảo. Thất bảo là bảy bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữa linh khí của mộc được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn.
Ngọc Phỉ Thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc Phỉ Thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ, san hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu sắc lấp lánh khi đưa ra vào ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của chúng tôi còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng cho bát hương. Hai là gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ba là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. Bốn là tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã kèm theo tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Năm là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được chúng tôi gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6 là trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7 là tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được chúng tôi gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ mà vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo đúng quy trình sau. Lưu ý bát hương thờ vong và tờ di hiệu không ghi mà để trống. Bước 1 là sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen chuyển sang màu có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3 là gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và một tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu và ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương.
Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Sau khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến ta lại bốc cho vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5 là vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ hoặc là khăn trải bàn. Để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng lên bát hương, lên ban thờ và cắm hương. Sau khi hoàn tất các thủ tục bốc bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ, thắp hương và an vị lại bát hương. Quy tắc cắm hương và bài khấn đã được thầy Gia Cát gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Nếu cần tư vấn thêm, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới hotline phía dưới để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây, thầy Gia Cát đã giới thiệu với quý vị quy trình bốc lại bát hương thờ vong cuối năm. Hy vọng qua video này, quý vị và các bạn có thể tự mình bốc lại được bát hương một cách chính xác và đầy đủ nhất. Để bốc được một bát hương đúng và linh thiêng nhất, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy để được tư vấn nhé. Quý vị hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.